Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa mời chủ phương tiện và tài xế xe ben trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, đã ghi lại cảnh một chiếc xe ben phóng nhanh chuyển làn không xi nhan, vượt đèn đỏ gây náo loạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt về trụ sở để làm việc. Bước đầu thì các tài xế thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông đúng như clip đã phản ánh, gồm phóng nhanh, chuyển làn không xi nhan, vượt đèn đỏ, gây náo loạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Chủ xe cũng chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính. Theo Cảnh sát giao thông Chợ Lớn, các xe ben này đăng ký lộ trình di chuyển trên đại lộ Võ Văn Kiệt nhằm phục vụ công trình xây dựng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Sau khi clip này được đăng tải thì nhiều người bình luận đã phản ứng gay gắt đối với hành vi xem thường pháp luật của các tài xế gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Liên quan đến đề xuất bỏ trần giá vé với các đường bay nội địa có tính cạnh tranh cao, cũng như triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, Bộ Giao thông Vận tải vừa lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về luật cạnh tranh, luật giá đối với giá vé máy bay. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung và làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành quy định của pháp luật về luật cạnh tranh, luật giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổ công tác báo cáo kết quả làm việc về Bộ, trong đó thì làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật về luật cạnh tranh, luật giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa của các hãng hàng không Việt Nam, kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền về phương án xử lý những tồn tại vướng mắc nếu có. Thưa quý vị, công trình nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý có vai trò hết sức quan trọng trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên đến nay thì đã chậm tiến độ do yếu tố thi công phức tạp. Và để khắc phục khó khăn, đơn vị thi công đã thay đổi phương án thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, phấn đấu thông xe hạng mục cầu vượt chậm nhất là đến cuối tháng 6. Dự án cải tạo nút giao thông cầu Trần Thị Lý có 4 gói thầu, trong đó gói thầu chính là xây lắp và thoát nước. Công trình được kết cấu gồm tầng hầm, cầu vượt và đường gom. Theo kế hoạch, tầng hầm sẽ được hoàn tất trước. Tuy nhiên, xuất hiện chướng ngại vật cần phải di rời, nên hạng mục cầu vượt được tập trung nhân lực triển khai trước. Việc sớm thông xe cụm nút giao thông này sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ diễn ra vào giờ cao điểm. Vì vậy, công trình cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố thường xuyên đôn đốc các đơn vị, phối hợp giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà thầu triển khai các hạng mục. Tính toán giữa cái việc đảm bảo cái thời gian thi công ở cái lúc này với cái việc lưu thông để không làm cản trở quá lớn. Dự án cụm nút giao thông cầu Trần Thị Lý có tổng mức đầu tư 723 tỷ đồng, thời gian thi công theo hợp đồng đến hết tháng 6 năm 2021, trong khi khối lượng thi công còn khá lớn. Vì vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất gia hạn hợp đồng trên cơ sở đánh giá lại quá trình thi công. Thời gian gia hạn cho phép để hoàn thành dự án là đến hết tháng 12 năm 2021.